CEO Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Và chương trình hôm nay ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Tọa đàm trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho thị trường Condotel. Năm 2020, tiềm lực gia tăng của thị trường bất động sản phía Đông Sài Gòn. 130 nhà nghỉ container mọc giữa rừng phòng hộ ven biển. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 4 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn kế hoạch dự phòng 2016-2020. Theo đó, đối với 4 dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 7.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phân công hợp lý, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3. Được biết, 4 dự án này bao gồm dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh với tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn với tổng mức đầu tư là 1.850 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống xô va trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh với tổng đầu tư là 1.950 tỷ đồng. Dự án gia cố hầm yếu kết hợp với mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang với tổng mức đầu tư là 1.800 tỷ đồng. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 4 dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu sẽ hướng tới giải quyết những hạn chế hạ tầng của tuyến đường sắt trên các đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Sài Gòn. Những gói thầu xây lắp đầu tiên nâng cấp các tuyến đường sắt sử dụng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng sẽ được khởi công trong năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc tháo gỡ bất cập giới hạn về số lượng máy bay của công ty cổ phần hàng không Che Việt Bamboo Airways. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gỡ bỏ quy định về số lượng, chủng loại máy bay nêu tại quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Bamboo Airways. Trước đó, Chính phủ có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Bamboo Airways. Theo đó, quy mô đội bay của Bamboo Airways được điều chỉnh tăng lên số lượng 30 máy bay đến năm 2023, bao gồm máy bay thân hẹp và thân rộng. Cùng với đó, vốn góp tăng lên 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bamboo Airways cho rằng các quy định của pháp luật về hàng không như luật hàng không dân dụng, nghị định 92, nghị định 89 đều không hạn chế về số lượng máy bay của các hãng hàng không. Các hãng hàng không có thể phát triển đội máy bay theo mục đích kinh doanh, nhu cầu của thị trường miễn là đáp ứng được các điều kiện về quy hoạch ngành và mức vốn tối thiểu. Vì vậy, về mặt pháp lý, luật hàng không, Bamboo Airways hoàn toàn có thể phát triển đội máy bay với quy mô trên 30 chiếc. Theo Bamboo Airways, hãng đang có kế hoạch nâng số máy bay trong đội bay lên tới 50 chiếc vào cuối năm 2020. Thưa quý vị, là tâm điểm của thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, nhưng sức hút của bất động sản khu đông chưa bao giờ hết nóng và được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ còn tiếp tục có sức bật mới, mạnh mẽ hơn khi mà sở hữu nhiều ưu thế riêng biệt. Khu đông Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Nơi đây được mệnh danh là vùng tam giác kinh tế chính trị mới của Thành phố Hồ Chí Minh với sức bật mạnh mẽ về tất cả các mặt. 5 năm gần đây, khu vực này còn là điểm nóng và lan tỏa hấp lực sang các khu vực lân cận khi được phát triển đồng bộ với hệ thống hạ tầng, giao thông và cơ sở vật chất hiện đại. Theo thông tin từ Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, khu đông đang được quy hoạch phát triển để trở thành trung tâm trí thức và công nghệ cao của thành phố. Trong đó, khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 được định hướng trở thành trung tâm tài chính kinh tế của thành phố. Khu Đại học Quốc gia tại quận Thủ Đức là nơi ươm mầm cho ý tưởng, nghiên cứu khoa học, đào tạo quốc tế. Và khu công nghệ cao tại quận 9 sẽ là nơi thực hành những ý tưởng sáng tạo. Tại đây cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Không chỉ hạ tầng, khu đông còn là điểm thu hút dòng vốn FDI từ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh khi các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ liên tiếp rót vốn đầu tư. Không gian sống hiện đại, an lành cùng sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội đã biến khu đông trở thành nơi dừng chân an cư lý tưởng của một lượng lớn các chuyên gia có trình độ cao, người nước ngoài về làm việc, sinh sống, khiến nhu cầu sở hữu bất động sản tại đây không ngừng gia tăng. Theo đánh giá của giới chuyên gia, với định hướng quy hoạch và sự hoàn thiện về hạ tầng, giao thông đô thị, cùng sự có mặt của những dự án bất động sản chất lượng, tất cả sẽ tạo một lực đẩy mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt đô thị nơi đây, biến khu đông trở thành đô thị hiện đại, xứng tầm khu vực.
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 703 hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. Văn bản đã phần nào giải tỏa những băn khoăn lo lắng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, những lo ngại xung quanh câu chuyện pháp lý cho condotel vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung, thị trường condotel nói riêng phát triển lành mạnh, phù hợp với quy luật thị trường, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức tọa đàm trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho thị trường condotel. Xung quanh văn bản 703 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cấp giấy chứng nhận cho condotel là khâu cuối cùng của tổng thể một chuỗi các hoạt động trong quy trình. Việc cấp giấy chứng nhận thời gian qua với khái niệm đất ở không hình thành đơn vị ở khi chưa có văn bản 703 khiến cơ quan quản lý địa phương lung túng. Do đó, văn bản 703 đã đưa ra hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận. Theo các chuyên gia trong buổi tọa đàm, để condotel phát triển thì thị trường phải gỡ được hai nút thắt chính. Thứ nhất, đó là sự phát triển của condotel với chính sách phát triển về đất đai. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chính sách đất đai đã có thể không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Do đó, doanh nghiệp khi đầu tư vào condotel đang gặp một số vướng mắc từ việc chế độ sử dụng đất. Tại nhiều địa phương, khi doanh nghiệp đầu tư vào condotel thì nhà đầu tư được chính quyền cam kết được thuê đất trong thời gian dài hạn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đầu tư xong thì lại xảy ra nhiều vấn đề về pháp lý, khiến họ e ngại. Thứ hai là phải chú ý đến phương thức kinh doanh condotel, không nên lấy cam kết lợi nhuận là tiêu chí kinh doanh của condotel. Trong khi chủ đầu tư hoàn toàn có thể kinh doanh condotel theo nhiều phương thức khác, chứ không chỉ dựa trên cam kết lợi nhuận. Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có công văn số 1161 gửi Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn thiết kế nhằm chấn chỉnh việc sử dụng vật liệu cho mặt tiền các công trình xây dựng, trong đó có việc hạn chế tối đa sử dụng kính màu nóng cho mặt tiền các công trình. Cụ thể, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu hạn chế tối đa sử dụng kính có các màu nóng như đỏ, bạc, vàng, cam, không sử dụng kính có hệ số phản quang lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sinh hoạt của người dân lân cận các công trình sử dụng kính. Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân và báo chí về việc các công trình xây dựng sử dụng kính màu vàng có độ phản quang lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân lân cận công trình xây dựng. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng khi triển khai lập hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng phải bổ sung nội dung ghi rõ các thông số kỹ thuật của vật liệu kính sử dụng tại mặt tiền công trình như loại kính, xuất xứ, kích thước, bề dày, màu sắc, hệ số phản quang, hệ số hấp thu nhiệt. Trong thuyết minh thiết kế và báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế, các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng cũng phải đánh giá sự phù hợp của các thông số kỹ thuật và vật liệu kính nêu trên, đặc biệt lưu ý đến hệ số phản quang so với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác có liên quan. Tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng đã chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vân Đồn là một trong 4 khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước. Vân Đồn cũng là khu kinh tế biển duy nhất tại đây, cửa ngõ giao thương quốc tế. Nhưng vai trò của khu kinh tế Vân Đồn đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung vẫn còn khiêm tốn. Do đó, việc ban hành quy hoạch mới của Vân Đồn đến năm 2040 dự kiến sẽ tạo ra những cơ hội cho Vân Đồn nói riêng và cho tỉnh Quảng Ninh nói chung. Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch trên diện tích 2.170 km2, trong đó diện tích đất tự nhiên là hơn 580 km2 và vùng biển là 1.590 km2. Vân Đồn được định hướng thành 5 vành đai phát triển bao gồm vành đai du lịch nghỉ dưỡng, vành đai cảnh quan thiên nhiên, vành đai đô thị dịch vụ, văn hóa và vui chơi giải trí, hai vành đai còn lại là vành đai công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hậu cần sản xuất. Từ quy hoạch chung này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, quy hoạch cục bộ và thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định quy hoạch mới này sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để địa phương tiến hành hoạch định các dự án và kêu gọi đầu tư cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Đến nay, khu kinh tế Vân Đồn đã thu hút được khoảng 56,7 ngàn tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư lớn của cả nước đã có mặt ở Vân Đồn như tập đoàn Sun Group, tập đoàn Vingroup, tập đoàn CEO hay tập đoàn FLC.
vị được giao rừng phòng hộ để bảo tồn và phục vụ du lịch. Tuy nhiên, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã tự ý dựng 130 nhà nghỉ bằng container. Nhiều ngày qua, người dân ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xôn xao việc một doanh nghiệp tự ý dựng cả trăm container thay thế lều bạt có khung sắt như thiết kế ban đầu trong rừng phòng hộ ven biển khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Xuân Thành hiện có hàng chục công nhân làm việc. Giữa rừng phi lao dọc bờ biển là hàng chục container đặt trên nền bê tông kiên cố, bên trong lắp đặt nhiều thiết bị, trổ cửa sổ giống một nhà nghỉ thu nhỏ. Được biết là 2,5 hectare rừng phòng hộ ở xã Xuân Thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao cho công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành triển khai dự án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển. Theo phê duyệt thì doanh nghiệp được lắp lều bạt có khung nhôm, nhưng sau khi thực hiện dự án đã tự ý thay bằng container, sau đó mới đề xuất xin cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế, song chưa được chấp thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Hùng, sinh năm 1994, Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương Cityland, và Hoàng Anh Vui, sinh năm 1994, Giám đốc Pháp lý Công ty Bình Dương Cityland, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thành Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương Cityland và ông Hoàng Anh Vui, Giám đốc Pháp lý Công ty Bình Dương Cityland có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại hàng loạt dự án như khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, Green City 2, Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bảo Bàng. Theo đơn tố cáo của nhiều người dân, công ty Bình Dương Cityland đã bán hàng trăm đất nền cho người dân tại các dự án khu dân cư ở huyện Phú Giáo và huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Dù khách hàng đã trả đủ tiền nhưng không được giao đất. Do vậy, nhiều khách hàng đã đến trụ sở của công ty đòi lại tiền và nộp đơn tố cáo lên công an Bình Dương. Quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn CEO. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.